Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng tại khuôn viên trang trại của nhà anh Trác tại Hải Phòng. Thì với diện tích sử dụng là 13 mét ngang và chiều dài là 55 mét thì anh đã lựa chọn lắp đặt cái hệ thống đường ăn uống tự động. Ngay sau đây thì tôi xin phép được mời anh chị cùng tham quan cái hệ thống đường ăn uống tự động thi công bởi VinFast của bên chúng tôi nhé. Xin mời ạ. Với cả con gà khác màu nữa hả anh? Sao mà không màu trắng? Vâng, ra đây em. Vâng. Hiện tại tôi đang đứng ở bên trong cái khu vực chăn nuôi gà của bên nhà anh Chắc. Với cái diện tích sử dụng là 13 mét ngang và 55 mét dài. Sử dụng cho con gà màu này thì chúng tôi sẽ lắp đặt cho anh là có 4 đường uống và 2 đường ăn. Mời anh chị cùng tham quan cùng bên chúng tôi nha. Trước mặt anh chị đây chính là cái hệ thống cái phễu trợ thám. Thì đối với cái phễu trợ thám này thì bên chúng VinFast chúng tôi sẽ sử dụng là cái phễu bằng inox. Hệ thống đường ăn ở đây thì sẽ được lắp đặt cái hệ thống gân chống xoay máng. Đây là cái hệ thống mới nhất hiện tại bên đây ạ. Về phần cáp thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng đó chính là phần cáp inox ạ, để tăng tuổi thọ cho cái hệ thống đường ăn đường uống. Hệ thống máng ăn chúng tôi sử dụng đây là hệ thống máng ăn măng lan mâu và cái chất lượng máng thì là đạt là chất lượng cao nhất ạ. Còn phía bên trái tôi đây là chính là cái đường hệ thống uống tự động dành cho gà nhé. Đường uống tự động cho gà này thì mỗi cây nó sẽ dài là 4 mét, gồm có những phụ kiện sau đây. Thứ nhất là cái ti uống nước cho gà, khi con gà nó mổ vào đây thì nước nó sẽ tự động cấp ra. Bên dưới nó sẽ là một cái tách hình nước. Với cái tách hình nước này mình sẽ không bị làm ướt nền chuồng này. Cây uống tự động này thì sẽ được kẹp vào một ống tuyếp phi 21 hoặc 27. Khi mà bà con sử dụng cái đồ uống tự động này thì giúp gà sẽ luôn có nước sạch để sử dụng, tiết kiệm nguồn nước cho gia chủ này, cũng như là không gây ướt nền chuồng. Em chào anh ạ, em là Trang ở bên chỗ công ty thiết bị trang trại chăn nuôi VinFast. Thì bên em cũng đã có thi công mấy trại cho mình rồi đấy ạ. Thì ngày hôm nay thì công ty bên em có xuống thăm lại cái trang trại của bên mình ấy. Thì không biết là trong quá trình một năm sử dụng cái hệ thống đường ăn đường uống tự động ấy, thì anh có những cái vấn đề cũng như là cần bên em hỗ trợ gì thì anh có thể trao đổi lại với bên em để bên em có thể hỗ trợ kịp thời cho anh. Cũng rất là hài lòng về chất lượng và sản phẩm của bên VinFast. Dạ vâng ạ. Mà những cái công việc mà nó xảy ra cái trục trặc một tí thì công ty cũng nhanh chóng hỗ trợ trang trại chúng tôi. Dạ vâng. Chúng tôi cũng cảm thấy là rất hài lòng. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Theo như em được biết thì cái trang trại này của nhà mình là anh cái mặt bằng là anh đi thuê lại đúng không ạ? Và cái trong quá trình mà mình chăn nuôi một năm qua ấy thì không biết là anh có thể chia sẻ một chút với bà con biết rằng những cái thách thức cũng như là cái khó khăn cũng như cái giải pháp khi anh xử lý tình huống mà trong quá trình mình chăn nuôi là gì được không ạ? Như bây giờ không, nếu mà để nói mà nuôi mà nó thực tế thì 2 năm nay thì nuôi nó con gà rất chi là khó khăn trong mức độ là dao động giao biến của thị trường. Vâng. Cho nên thôi thì bà con chúng mình cũng cố gắng mà làm sao làm để chăn nuôi cách tốt nhất, biện pháp giải tốt nhất để cho nó được thành công. Vâng. Sang năm sau tính tiếp. Vâng. 2 năm nay là cũng khó khăn trong lĩnh vực chăn nuôi con gà.
Em thấy là cái hệ thống đường uống, đường ăn tự động của nhà mình cũng lắp đặt, cũng vận hành được 1 năm rồi ấy. Thì không biết là trong cái khi mà mình sử dụng cái đường ăn đường uống tự động đấy, thì anh thấy rằng là cái về cái mặt nhân công này, cũng như là cái việc mà anh vận hành thì nó có dễ dàng cũng như là tiết kiệm được nhiều hơn khi mình sử dụng cái hệ thống thủ công không ạ anh? Chắc chắn là cái điều là mình dùng cái này thì chắc chắn là tiết kiệm quá nhiều thời gian, còn rất nhiều thời gian để đi chơi như cái này là rất là hay. Nghe chưa? Cho Dạ nên là vâng. mình mong là sao là cho biết tiếng Pháp là làm sao mà cứ cứ làm được, mà những người dân ấy, người ta mà phản ánh cái gì thì mong bên ấy cố gắng tạo điều kiện nhanh chóng hơn được tí để giúp cho bà con Dạ để vâng ạ. Dạ vâng giải ạ. pháp được Dạ cái vâng. đấy.